Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về tầm quan trọng của cây xanh, hoa lá trong cuộc sống tinh thần của chúng ta. Nếu như chúng ta biết yêu hoa, biết chăm sóc hoa hay chỉ biết ngắm nhìn một cái lá, một cái cây, một cái cành nào đó, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm stress. Bởi vậy, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là một trong những cái điều mà là giúp cho mình tái tạo năng lượng một cách nhanh chóng. Nếu như mà mình bị stress, bị mệt mỏi vì công việc, vì điều liên quan đến cuộc sống này, cái cách mà mình giúp mình giải tỏa nhanh nhất và tái tạo năng lượng nhanh nhất là các bạn hãy đi ngắm hoa. Không có hoa thì ngắm lá, ngắm cây, ngắm cành, chăm. Thì đó là một trong những cách nó giúp cho các bạn lắng lại, gần gũi hơn với thiên nhiên và tái tạo lại năng lượng. Cho nên các bạn đừng có bỏ qua cái sự quan trọng của hoa, lá, cỏ, cây, thiên nhiên. Nên các bạn nào đang ở trong giai đoạn mệt mỏi, stress, trầm cảm thì mình khuyên các bạn hãy nên hòa mình càng nhiều càng tốt vào với thiên nhiên. Đây là một trong những cái cách mà nó giúp mình rất là nhiều. Chỉ cần mình mệt mỏi là mình đi ra ngoài, mình ngắm cái hoa, mình cắt lá, mình ngắt cỏ cái nào. Cắt lá, ví dụ như mà lá nó héo thì mình ngắt. Mình thấy xong mình xới đất, mình trồng hoa lại, mình chăm sóc, mình nói chuyện với nó, thì mình sẽ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Và mình sẽ đỡ mệt mỏi và năng lượng của mình đã tái tạo lại. Các bạn nhớ nha, hãy sống gần gũi với thiên nhiên, hoa, lá, cỏ, cây để cho mình lấy được cái năng lượng của thiên nhiên. Đừng có để cho mình bị trầm xuống lâu quá. Hãy tìm những cách để tái tạo năng lượng nhanh chóng. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn một lần sau. Chào tạm biệt. Bye bye.